Chào các bác, đây là chiếc đồng hồ của khách này. Đồng hồ này máy cơ tàu đó. Hiện tại bây giờ vẫn chạy nhé, vẫn chạy này. Đó, nhưng mà hiện tượng là lên cót, cót lên cót tay không lên được. Em sẽ kiểm tra qua cái đồng hồ này. Cái này nó vẫn chạy bình thường cái gì chú? Nó vẫn chạy đấy, chứ nó không phải là nó không chạy nhưng mà kiểu nó hay thì lúc nó bỏ đấy. Cái bác này. Lúc nó bỏ. Nó vẫn chạy bình thường mà. Cái này nó bị rơi mất một quả ốc rồi này. Đó, các bác nhìn nè. Đó. 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 Cái quán này nó ở đâu? Đây này, nó ở đây này các bác này. Ông dầm trước anh với ông dầm. Dần lạc. Dần dần trước à, trước ở bên và cái đồng hồ này không lên cót được các bạn. Nên con nó cứ trượt. Không, à, nó cứ trượt, 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 trượt. À, các bạn nhìn này. Không lên được cót. Không lên được cót. Ông đi mất rồi. Đó, rồi bây giờ em sẽ kiểm tra cái đồng hồ này. Con đi vào trong kia cho đó. Em sẽ tháo không? Đi ra. Đó. Đi cứ ngồi tạm đây cho nó mát chứ nó chờ. À, đóng cái đi vào. Đây. Đó. À, đóng vào thì lên bình thường các bác. Đóng vào thì lên bình thường. Đó các bác nhá. Nhưng mà khi mà đóng vào núm, đóng vào cái vỏ. Đây. Đóng vào cái vỏ. Đây, em lắp vào cái vỏ nhé. Hôm nay 70 à? Thế sinh năm bao nhiêu? 50 năm. Đó. Đóng vào ấy. Thì em sẽ lau tạm cái núm. Núm núm này. Đó. Bản. Đó. Thì em sẽ kiểm tra qua xem cái này có chống bụng nước cho khách không nhé. Tôi làm 12 năm ở xã Đồng Trường. Đó. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra xem là khi lắp vào con lên cót hay không nhé. Đóng vào. Đây, cái như này mình nhìn cái hộp cót này này, không có lên cót không, mình nhìn thế này. À, lên được rồi các bác này. Đó, nhưng mà nó tượt này, tượt này. Đó, các bác nhìn thấy tượt không? Đó. Đấy, không lên được, nó hay tượt này. À, chứ lắp vào vỏ ấy thì là không lên được cót, nhưng khi bỏ ra đây, khi bỏ ra thì lên được cót. Vậy thì nó bị cái gì thì bây giờ em sẽ nới cái tì này ra xem thế nào. Thì em sẽ tháo cái này ra đó. Đó, rồi em sẽ nhét cái giấy vào, cái xé cái giấy này. Nhét nó vào. Tôi kiểu đoàn cần vào động viên nhưng mà không. Tôi một nhất là bé. Tôi về tôi làm kinh tế. Còn đời các ông đấy. Xã hội sau nó khác đi. Không à. Đủ nhanh nhá. Người trăm ba đấy. À trăm ba. Thế thì được. Trăm mấy năm. À anh ơi. Bớt cho anh chị về. À, thế là... À. Em nhét cái tờ giấy vào đây cho cái ti nó dài ra một tí. Được 120 rồi. 125.000 luôn rồi. Ừ. 125 thì có cho anh 5.000. Thử anh 5.000. Thế ông đưa con tầm 10.000 kia không được. À ui nhảy đấy. Không phải nói chuyện nghe chưa. Phút rồi. Ừ. Có nhu cầu anh mua cho anh nhá. Cái này vặn khéo cho nó vào. Tôi vỗ vai cái thằng cho gia đình khó khăn. Chúng nó là hai anh em ăn gì nào. Chúng nó là hai người nhá. Ngu nhá. Mày cho tê đi. Nếu thế thì như này nhá. Đó, đóng vào xem nào. Đóng hết vào nhá. Em sẽ xoay xem nào. Vẫn không được rồi các bác. Vẫn không được rồi. Nên phải tháo ra thay cái bánh xe thôi. Bây giờ em sẽ tháo ra thì kiểm tra lại xem lần nữa. Đó. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Khi tháo cái này ra. Đó. Đây, các bác thấy tháo ra thì lên cót rất là ngon lành nhé. Đó. 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 Đó, lên cót rất ngon lành đúng không? Nhưng khi lắp vào vỏ thì không lên cót được, thấy không?
Đấy, bây giờ em sẽ phải thay thử cái ti này này. Thay thử cái ti này. Để xem thế nào. Đấy, này. Thay cái ti khác. Xem thế nào. Đấy. Nên thì vẫn lên được. Đấy, bây giờ em sẽ phải thay cái ti này. Và các bác nhìn thấy là nó có cái bẩn này. Bẩn dính vào máy này. Thì nào mình sẽ lấy ra cho khách này. Đó. Đấy, nó dính vào máy này. Đấy. Bỏ ra cho khách. Đấy. Bỏ ra thì lên có rất bình thường đúng không các bác? Nhưng mà cứ khi lắp vào vỏ ấy, thì là nó lại không lên có được. Em phải thay cái ti khác này. Cho nó ok. Đấy. Có rất bình thường đấy các bác này. Đấy, nhưng mà khi lắp vào vỏ thì lại không lên được. Đó. Đó. Thế mới lạ.